cái đít lớn nó bao lại, đặt tên là bàn cờ. Thank you.
qua màu xanh blue và xanh lá em làm đó. Ok à, đúng rồi, chị đã dùng ra và trả đúng bạn lại cái đó, bạn ơi đúng rồi, đúng rồi. Đúng này là mouse out mouse out mouse out em làm xong đúng không? Quay về bây giờ click chuột vô video này thì gán chữ in cho chồng, click chuột vô cờ gán chữ in cho chồng. Dùng chữ khác đi nha, à, dùng chữ C đi, để chữ click ta sợ, dùng chữ click trên, dùng chữ C, mỗi lần click thì chữ C tăng lên 1 đơn vị, đồng thời tôi lên chữ C ra. Rồi sang thử nè em Năm. Số 1, 2, 3, 4, 5, 6, biết gì không? Nếu mà lẻ là chị ít, nhưng mà chẳng thì chị không? Vậy là trước khi mình gán cái thằng này phải kiểm tra à, nếu là if c bằng 2 cái này chỉ hai lấy dư và bằng 1 là số lẻ đó thì mình đã chết, else không phải 1 thì chắc chắn không có lẻ gì hết, chắc rồi gán chữ on
chữ viết của đó như ho của sản phẩm và một trong hai cái đó. Thì trước tiên là tính những thôi rồi nó đã chưa đã nay làm xong rồi bạn làm thêm tôi muốn chỉ chỗ đó cho màu xanh thì làm sao mọi gợi ý là mình sẽ chỉnh ngay chỗ này nè đó. Thì thay vì gắn chữ ít thì bạn có thể gắn thêm một thẻ là dù deep class là deep xuyệt deep bên trong là chữ ít còn lại là deep class bằng o xuyệt deep ở trong là chữ o và bạn gắn chấm ít thì một gì chấm o gì đó nè chưa tưởng không ở đây tôi gắn chữ ít cho thành ra là nó cứ vậy mà nó quăng vô thành ra cũng mạnh và bạn không biết nó khác là o thì bạn sẽ báo thêm cái deep xuyệt deep chứ deep có class gì đó và deep có class gì đó ở đây bạn sẽ báo thêm thật ra nãy giờ tôi làm là ứng dụng Jiggery như đó giờ không nói chỉ có cái mới là lại là hạ siêu cho ít mà